Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Cơm, tức là cơm đây. Và ngày hôm nay thì cơm rất là vui khi lại được ngồi đây và cùng trò chuyện với tất cả mọi người trong video mới này. Hôm nay không biết là các bạn thấy buồn hay là vui nhỉ? Còn hôm nay thì cơm lúc nào gặp lại mọi người thì cơm cũng vui hết à. Nên là đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cơm nha. Như cơm đã chia sẻ thì dạo thời gian gần đây cơm thấy rằng nhà nhà người người đua nhau sử dụng retinol, nên là cơm cũng chó đua mày đánh bắt một chút xíu là sẽ mua một cái sản phẩm retinol về để làm review cho mọi người. Và cái sản phẩm mà cơm lựa chọn đó chính là em kem dưỡng A313, và đây là một cái sản phẩm mà cơm nghĩ rằng rất là nhiều bạn đang xem cái video này biết đến cái sản phẩm này ấy. Và cái lý do mà cơm lựa chọn cái sản phẩm này, thứ nhất là cái sản phẩm này có một cái giá thành rất là rẻ luôn, đâu đó cơm mua khoảng 200.000 gì đấy, và cái thứ hai hơn 200.000 gì đấy, cơ không nhớ chính xác rõ cái giá của sản phẩm lắm, bởi cơ cũng mua đây đâu đó hơn một tháng rồi. Và cái lý do thứ hai mà cơ mua cái sản phẩm này đó là cái sản phẩm này nó nhận được rất là nhiều những ý kiến trái chiều từ nhiều người tiêu dùng ấy, có nghĩa là có người thích, có người không thích, nên là cơ đã tò mò mua thử cái sản phẩm này để nói lên cái cảm nhận, cái suy nghĩ của cơ về cái sản phẩm này cho mọi người. Do sản phẩm này thì được xuất xứ từ một cái thương hiệu dược mỹ phẩm nội địa Pháp ấy, nên là cái bao bì thiết kế của nó nhìn khá là giống một cái tuyếp thuốc luôn. Nói chung là nó không khác gì một cái tuyếp thuốc luôn ấy mọi người ạ. Nhìn ấy thì cơm cũng không nghĩ là dược mỹ phẩm đâu, mà cơm cứ tưởng đây là mỹ phẩm luôn. Mà cơm cứ tưởng đây là dược phẩm luôn ấy mọi người. Theo cơm thì đây cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta sẽ dùng mãi không hết ấy. Bởi cái sản phẩm này thì có một cái dung tích cũng khá là bự, khoảng 50g. Thì đâu đó là cơm thấy rằng là sử dụng retinol thì cơm như cơm thì cơm không sửa hàng ngày, nên là đối với cái sản phẩm này thì cơm thấy với cái dung tích như thế này chúng ta sử dụng được khá là lâu nha mọi người. Cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này đó là trong bản thành phần của sản phẩm này thì có chứa những cái dẫn xuất của retinol, và với cái hàm lượng là 200.000 UI và tương đương với khoảng 0.12% vitamin A. Theo cơm đánh giá thì đây là một cái nồng độ khá là phù hợp cho những cái bạn nào mới tập tành sử dụng retinol như là cơm. Cái sản phẩm này thì là một cái sản phẩm mà có cái chất kem dạng mỡ, và cơm cũng nghe rất là nhiều những cái review ấy nói rằng là cái sản phẩm này nó cực kỳ là khó thấm trên da. Tuy nhiên ấy thì đúng như vậy các bạn ạ. Khi mà cơm sử dụng ấy thì có lẽ đây là cái sản phẩm mà cơm thấy rằng nó khó thấm trên làn da của cơm nhất luôn. Có 3 cách để sử dụng sản phẩm này. Cách đầu tiên đó là các bạn bôi cái sản phẩm này sau bước kem dưỡng ẩm, và cách thứ hai đó là các bạn mix cái sản phẩm này với sản phẩm kem dưỡng ẩm, và cách thứ ba đó là các bạn sử dụng trần cái sản phẩm này trên da của chúng ta, có nghĩa là chúng ta sẽ không có một bước đệm kem dưỡng trước đó nữa mà chỉ sử dụng một mình sản phẩm này thôi. Và cơm cũng đã áp dụng cả ba cách này trong quá trình sử dụng sản phẩm này rồi, nên là cơm sẽ nói lên những cái suy nghĩ, những cảm nhận của cơm khi mà sử dụng cả ba cách nhé. Cách đầu tiên ấy là các bạn bôi cái sản phẩm này sau bước kem dưỡng ẩm. Trong thời gian sử dụng sản phẩm này ấy, thì cơm có sử dụng chung cái em kem dưỡng B5 của nhà Rose Posay. Cái sản phẩm này thì cơm cũng đã có review chi tiết rồi, thì cơm sẽ để link ở đâu đó ở trên này nha mọi người. Cách đầu tiên cũng là cách mà cơm thường sẽ áp dụng đối với sản phẩm này, đó là cơm sẽ thường là sử dụng bước kem dưỡng ẩm trước đó. Ở đây là có em Rose Posay là cái sản phẩm đầu tiên mà cơm sử dụng trước cái bước bôi kem A33 này lên. Sau đó chờ cái sản phẩm này nó cũng hơi khô khô vào da một chút xíu, nghĩa khoảng tầm ít nhất là 5-10 phút gì đó, thì sau đó thì cơm mới bôi cái em A13 này. Thì cơm thấy rằng ấy, cách này ấy, là nó sẽ hạn chế cái tình trạng cơm bị châm chích nhiều nhất, cũng như là sẽ làm cho sản phẩm ấy nó cũng sẽ thấm vào da một cách kiểu như là nhanh hơn. Tất nhiên là cái sản phẩm này nó là rất là khó thấm rồi, nghĩa là 1-2 tiếng sau các bạn có khi các bạn vẫn cảm thấy là cái sản phẩm này chưa thấm hết vào da ấy. Tuy nhiên ấy, thì cách này ấy, nó sẽ giúp cho cái sản phẩm này nó thấm ở cái mức độ trung bình, có nghĩa là không quá là nhanh nhưng mà cũng không quá là chậm ấy. Có một cái lưu ý ở cách này đó chính là cái sản phẩm kem dưỡng La Roche-Posay này ấy, B5 này có rất là nhiều bạn khuyên là sử dụng chung với em này như một combo thần thánh ấy. Tuy nhiên thì cái sản phẩm La Roche-Posay B5 này nó khá là khó thấm trên da, nên là cơm nghĩ rằng mọi người hoàn toàn có thể sử dụng một cái sản phẩm kem dưỡng khác mà nó kiểu như là dễ thấm trên da hơn ấy, ví dụ như là dạng cream hay là dạng gel là phù hợp nhất. Tuy nhiên thì không nên sử dụng các sản phẩm đệm có cái cấu khá là lỏng như là emulsion, lotion hay là serum trước cái bước kem dưỡng A313 này, bởi vì là như vậy thì các bạn sẽ bị cái tình trạng châm chích khá là nhiều. Cách thứ hai mà cơm từng sử dụng đó là mix cả hai cái sản phẩm này lại với nhau, sau đó là bôi lên mặt cùng một lúc. Thì đối với cơm ấy, cách này là cách mà tệ nhất luôn ấy, bởi vì hai cái sản phẩm này đều là hai cái sản phẩm khá là khó thấm trên da, và việc mà mix cả hai cái sản phẩm lại với nhau như vậy nó vô tình tạo ra một kết cấu mà nó cực kỳ là khó thấm trên da. Có khi là sau khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ ấy thì cái sản phẩm này ấy, nó vẫn chưa hề thấm trên da của cơm luôn, vẫn còn y nguyên như vậy, vẫn còn những cái vệt trắng trắng của cái kem dưỡng La Roche-Posay ở trên mặt luôn nha mọi người. Đây là theo cơm ấy, đây là cái cách mà mọi người không nên sử dụng, hoặc là chúng ta có thể mix với một cái loại kem dưỡng khác. Nó
có kết cấu mỏng nhẹ hơn cái em La Roche-Posay này thì có thể nó sẽ phù hợp. Còn đối với hai cái sản phẩm này mix vào với nhau thì cơm thấy là thảm họa chứ không phù hợp gì hết cả. Cách thứ ba mà cơm đã từng sử dụng đó chính là cơm bỏ qua cái em La Roche-Posay này sang một bên luôn và cơm chỉ sử dụng một mình cái em A313 này thôi. Với cách này thì cơm thấy rằng cái sản phẩm nó thấm vào da của chúng ta một cách nhanh nhất. Tuy nhiên ấy thì nó gặp một vấn đề, đó là da của chúng ta sẽ bị châm chích khá là nhiều nha mọi người. Ngay cả khi mà cơm đã sử dụng khá là quen cái sản phẩm này rồi mà cơm sử dụng trần cái em này thôi ấy, thì cơm vẫn gặp cái tình trạng đó nha. Với những cái bạn nào thực sự đã quen với việc sử dụng mỹ phẩm này, đặc biệt là những cái sản phẩm có chứa cái hàm lượng axit mạnh ấy, thì các bạn mới nên sử dụng cách này. Còn với những cái bạn nào mà mới tập tành skincare thôi, hoặc là với những cái bạn nào mà có cái thể trạng da khá là mỏng, khá là yếu ấy, thì chúng ta không nên sử dụng cách này nha. Cách này thực sự nó sẽ chỉ phù hợp với những cái bạn nào có cái thể trạng da khỏe mạnh mà thôi. Cảm nhận của cơm đó là cái sản phẩm này thứ nhất là một cái sản phẩm khá là khó thấm trên da này, và khi mà sử dụng sản phẩm này trên da thì cơm gặp cái tình trạng là hơi châm chích nhẹ. Tuy nhiên ấy thì cái sản phẩm này vẫn là một cái sản phẩm khá là an toàn, và ngay cả khi mà cơm tăng cái liều lượng sử dụng sản phẩm này lên thì cơm cũng không gặp bất cứ một cái tình trạng nào kiểu dạng break out hoặc là kiểu dạng lên mụn hay như thế nào đó. Những ngày hôm mà cơm sử dụng sản phẩm này thì sáng hôm sau cơm ngủ dậy thì cơm vẫn cảm giác là cái sản phẩm nó hơi vẫn hơi dính dính trên da này. Và cái thứ hai nữa là cái mặt của cơm ấy nó sẽ hơi bong những cái vẩy da chết nhẹ rất là ít thôi, ở những cái vùng da kiểu dạng quanh mũi hoặc là ở cái phần má má này ở dưới này thôi, chứ cũng không có gặp cái tình trạng như kiểu là bong tróc da một diện rộng hoặc là kinh khủng đâu, mà những cái vẩy da rất rất là nhỏ, những cái tế bào chết rất là nhỏ thôi mọi người ạ. À, đây là mọi người cứ yên tâm sử dụng sản phẩm này nha. Về công dụng của sản phẩm này, thứ nhất là về công trị mụn thì cơm thấy rằng cái sản phẩm này ấy, cơm không biết là cái sản phẩm này có trị mụn tốt hay không, bởi mặt cơm không có mụn, nên là cái này cơm xin phép là không đánh giá. Tác dụng thứ hai của sản phẩm này đó là chống lão hóa. Thì đối với cơm ấy, khi mà cơm sử dụng cái sản phẩm này trong một tháng ấy, thì cơm cảm nhận là cái da mặt của cơm không quá khác biệt so với trước khi cơm sử dụng. Đối với những cái sản phẩm chống lão hóa thì cơm nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng cách lâu dài, nên sử dụng một thời gian rất là dài chúng ta mới đánh giá được. Chứ còn một tháng thì cơm nghĩ là rất là khó đánh giá là cái sản phẩm này nó có thực sự là làm giảm nếp nhăn hay làm trắng da của cơm hay không. Đấy, cái đấy là rất là khó để đánh giá nha mọi người. Nên là cơm cũng sẽ xin phép mọi người là không đánh giá cái công dụng này của sản phẩm trong cái video này. Có thể là cơm sẽ update cho mọi người trong một thời gian sau nếu mà cơm sử dụng lâu dài cái sản phẩm này hơn. Tuy nhiên đối với cơm đây vẫn là một cái sản phẩm khá là an toàn và lành tính, và đặc biệt là rất là phù hợp đối với những cái bạn nào mà mới tập tành sử dụng retinol như cơm. Sau đây cơm sẽ nói những cái lý do của cơm trong quá trình mà các bạn mua cũng như là sử dụng sản phẩm này. Thứ nhất là cái sản phẩm này là một cái sản phẩm xách tay, nên là các bạn cũng phải tìm được cái cơ sở xách tay uy tín tùy hãng mua sản phẩm, chứ không là mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng là banh mặt luôn đấy. Điều thứ hai nữa mà cơm muốn lưu ý đó là trong quá trình sử dụng hoặc là trước hoặc là sau nha, thì các bạn đều phải bôi kem chống nắng thường xuyên liên tục, thì như thế mới bảo vệ cái làn da của chúng ta tốt được. Như cơm nhá, là một lần ấy là cơm sử dụng sản phẩm này thấy xong rồi, sau đó là cơm đi Phú Quốc và sau đó cơm về, thì tất cả mọi người nhìn cơm bảo ui tại sao đen đi như thế vậy, bởi vì là thời gian điểm đấy thì cơm không có bôi kem chống nắng trong quá trình đi Phú Quốc đấy, nên là da mặt của cơm nó đen sạm luôn đấy mọi người ạ. Tất nhiên là bây giờ thì cơm cũng hồi lại một chút rồi nên là mọi người không nhìn rõ trong video đâu, tuy nhiên thời điểm đấy thực sự là da mặt của cơm ấy, sau khi đi về nó rất là đen luôn. Nên là mọi người khi mà dùng em này ấy, thì nhớ bôi kem chống nắng thường xuyên liên tục nha. Cái điểm thứ ba đó là cái sản phẩm này không phải là một cái sản phẩm quá là thần thánh, có nghĩa là các bạn sử dụng một mình sản phẩm này là đủ hết cái chu trình skincare hay là hoặc là cái sản phẩm này là một cái tác dụng đột biến cho làn da các bạn đẹp ngay được đấy thì là không có nha. Các bạn phải sử dụng em này kết hợp với một cái chu trình skincare hoàn chỉnh, có nghĩa là em này chỉ là một một trong các bước trong chuyện xin kẻ các bạn thôi, chứ không phải là chỉ sử dụng một mình em này thôi là không có được. Với cái thứ hai nữa là các bạn ấy là các bạn phải sử dụng lâu dài, sử dụng thường xuyên, sử dụng đều đặn. Đối với retinol thì cô nghĩ là các bạn nên sử dụng khoảng cách ngày 2 ngày một lần thì là ok nhất, chứ còn không phải là cứ dùng 1-2 tuần mà còn dùng 1-2 lần 1-2 tuần gì đấy mà không có tác dụng gì là các bạn vứt, các bạn bỏ là không được. Các bạn nhớ là sử dụng thường xuyên liên tục, miễn làm sao ấy là cái sản phẩm này nó không gây ra bất cứ một cái tình trạng kích ứng nào nặng nề quá trên da của bạn thì các bạn mới dừng lại, chứ còn không thì các bạn cứ dùng nha, đã mua về rồi thì cứ dùng đừng có bỏ phí, như vậy là không tốt đâu nha mọi người.
À, có một điểm mà cơm vừa nghĩ ra xong, đó là cái sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp cho những cái bạn nào ở thể trạng da thiên khô nhiều hơn. Còn đối với da thiên dầu thì cơm nghĩ rằng cái chất kem của sản phẩm này ấy, là cái chất mỡ ấy, nó khá là bí bách và khó chịu ấy. Nha các bạn nha, thiên dầu nhớ lưu ý trước cơm trước khi mua sử dụng sản phẩm này nha. Sau tất cả những cái gì mà cơm vừa review thì cơm thấy rằng cái MA313 này vẫn là một cái sản phẩm mà cơm đánh giá khá là tốt đấy. Bởi vì là so với mức tiền chúng ta bỏ ra và những cái gì mà chúng ta được trải nghiệm thì cơm thấy rằng này nó vẫn thực sự là một cái sản phẩm đáng mua, đặc biệt là với những cái bạn nào mà mới thực tành sử dụng retinol. Còn các bạn thì sao? Cơm không biết là có bạn nào đang xem cái video này đã từng sử dụng sản phẩm này chưa, thì đừng quên comment xuống bên dưới những cái ý kiến của mọi người về cái sản phẩm này nha, để tất cả những bạn khác có thể biết được và có thể có những ý kiến đa chiều hơn. Còn bây giờ thì cơm xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.